cô chú anh chị và các bạn nha. Thì clip ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ ăn thịt cuốn rau nha các bạn. Thịt luộc cuốn rau. Ngày đây sáng mình đi chợ mình có mua cái nguyên cái bộ da đầu heo nè các bạn. Nguyên cái đầu luôn. Nè. Rồi cắt ra làm hai như thế này. Giờ mình luộc sả. Luộc sả thì mình cuốn rau sống ăn nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị sả nè. Cũng đã lửa sạch lên nha các bạn. Giờ mình bắt bếp lên, mình luộc. Bỏ thịt vô. Hai miếng luôn, hai miếng này là 1,5 kg đó các bạn, 80.000 một ký. Xả mình đập dập, mình cắt khúc, mình bỏ vô nha các bạn, cho nó thơm. Nêm vô một xíu muối, xíu bột ngọt. Thịt mình cũng chín rồi các bạn, giờ mình gấp ra nha. Quá là thơm mùi xả luôn. Đây nãy mình có luộc mấy con mực. Con gái. Xin chào cô chú chị và các bạn nha. Thì món da đầu heo mình luộc hôm nay cũng đã xong rồi các bạn. Giờ mời cô chú chị và các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Da đầu heo cuốn rau sống. Đây. Đây mình ăn kèm có lau rừng nè. Lá sung. Này là lá gì quên rồi ta? Đậu xài. Lá cách. Này là như dây hoàng ngọc. Nhà đây biết con ăn nha. Chào cái gì vậy? Chào cái gì vậy? Chị em tơ. Chị em á, em không chịu. Giờ giờ thấy chị em đi. Cho con mượn cái đũa con đó. Chưa hai mượn cái đũa đó nha. Thì nhà đây biết cho con ăn phải không? Mượn cái đũa hay gấp bạch tuộc cái này. Để mày đi lấy bạch tuộc. Rồi bạch tuộc ăn bạch tuộc không? Đây mình có tô tô huyết canh nè bạn. Mời cô chú ăn bạch. Ủa bạch tuộc sao mà rau vô. Trời ơi. Ăn cám nha. Ăn bánh cám không? Ăn không gì. Đúng không đâu. Thật. Để mẹ lắp huyết cho em ăn. Đây chính là con mẹ lắp huyết cho hai ăn. Lắp huyết cho tơ mẹ ăn. Tơ mẹ ăn. Mời con chị ăn. Ủa ra cái. Mua cái hai à. Cái nữa. Béo quá. Thịt luộc cuốn lá sung ăn ngon thấy ghê luôn các bạn. Rồi. Ừ.
Có ba cái. Mới thứ hai vậy. Lá sung nè, lá xài non nè, dây gì nãy không nói quên nữa rồi, hoàng ngọc, dây hoàng ngọc, cũng vô, dưa leo, xé nữa quên, quên dưa leo hả? Ừ. Thịt đưa vô, bự về luôn nè, uống vô. Mầm luôn. Thịt luộc với xả, thơm xả ghê luôn nè. Ngon. Dập ba cái lau rừng này nữa. Quá tuyệt vời. Miếng nước đi, rồi ăn nữa. Nữa. Thịt mềm không ha? Dạ mềm nha, cái này hơi cứng. Cái rau hả? Cái rau. Giòn. Chấm tương nha con. Cái lá xài vô không bệnh, bay mùa tài. Ngon. Dạ hay quá biết là mình biết cái tên nè. Em biết của bạn. Đây đây, biết của bạn nè. Không thổi. Bốn cái. Hai à? Ừ, còn hai cái nữa. Hai cái được rồi, không? Hai cái bụi ha. Nè nè. Thật ngon. Cái tay gì ạ? Mỏ heo. Đau. Đau chịu mẹ ăn. Hai cái lỗ mũi. Mẹ ăn luôn. Hả, một cái. Ăn. Mở luôn. Mở cứ hở có mở mở mà. Ừ. Khỏe mở mở mở. Này này nó chưa thấm vừa vừa ăn luôn. Em chịu ăn. Ừ. Uống miếng nước đi. Cái gì nữa? Chắc cái răng nè. Bỏ đi. Bỏ dĩa, bỏ dĩa. Em ăn. Cái gì nó bỏ đi nước vô cơm. Thằng cá kìa mới biết nữa là. Mới ăn nhiều rồi. Ừ. Ngon quá. Nó giờ ăn nhiều rồi. Ngon không dạ? Ngon. Bây giờ ăn nhiều rồi nè. Ăn nhiều mà nó ăn nhiều. Hay ăn nhiều à?
cô chú Trang. Đang yếu à. Con mới ăn có ba con bạch tuộc. Ngon không? Quá tuyệt vời. Ấy, dạ hỏi rồi. Chứ bình thường hay làm gì nè, còn nay chỉ làm gì vậy? Đúng rồi. Đâu có, nãy con ơi con nay nay nó biết con bẹt kìa. Không biết con bẹt chưa? Dạ lớn khôn rồi. Hồi nãy mình luộc tầm nửa tiếng. Con nhíu à. Nhã nhíu à. Con nhíu à. Cái mỡ của da là heo cũng ít ít nha, ít ngắn. Dòng thịt thịt hết anh. Ừ, nó thịt thịt. Ừ. Dao dao miêu miêu. Nó giống như con ngon mà bạn ăn nghe cho gì. Không đào ăn nước gì cho anh vậy. Anh nha. Anh vô. Bạch tuộc rất là ngon, mời cô chú ăn nha. Con đây không chờ cô chú nữa, giờ con người ăn nha. Thơm ngon mà bà ăn nghe ra gì đây. Không chờ đâu nhé, giờ ăn chi chờ. Giờ ăn chương trình. Câu bài hát đó giờ nổi tiếng trên mạng luôn. Thơm ngon. Không, em hát thì ăn tịch tọt là tích tốt rồi. Dạ. Không ngon mà bạn nghe tôi đây không chờ bạn nhớ giờ tôi ăn tịch tọt. Hả? Em nói vậy nè. Thơm ngon mà bạn nghe cho người ăn không chờ bạn nhớ giờ ăn kim chọc. Thôi được rồi, ăn đi. Ăn đi, cùng chú coi. Thôi. Thôi. Nói con mỡ quá. Có hai da đầu em đi em biết em hơi tuổi chặt ạ này ăn vô đi ăn mà sạc là hồi ối là con mua thơm, một tí mực mực làm sẵn thơm ngon mà bạn nghe tôi đi trong chờ nói chuyện được mấy con cho gái. Trời ơi. Thôi tên tơ. Tôi ăn tôi được bất cười. Tôi mà cười là hồi tôi ối là cô chú rầy tơ á. Cô chú nói tôi ăn không ngoan á. Đừng có cười nha. Quá trời hiểu nha. Quá trời hiểu. Quá trời hiểu. Đừng có cười nha. Không cho. Ăn mẹ hết luôn cái này nữa. Anh này không một chén luôn. Nhầm quá ha. Bằng cả mấy miếng cơm của em. Ăn được ba miếng. Lâu lâu nó mới ăn gì đó. Kiếm ăn thật hơn. Chứ bình thường 10 năm mới ăn được. Ai đem cái rổ này mà. Nè, tâm nè. Cái rổ. Cái mũi tâm. Lỗ mũi. Cái lỗ mũi. Clip của Tâm xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn vào clip sau. Bye bye cô chú.